đôi có cặp, nó là chuyện ai ai cũng thích đúng không? Dù có là các anh em hay là các chị em thì chúng ta luôn luôn muốn tìm một nửa kia của mình. Và đó cũng là triết lý ở trong mọi ngành nghề kinh doanh, đặc biệt là nước hoa. Các bạn cũng đã có thể thấy vài chai nước hoa nó có đôi, có lứa, như kiểu Versace Perhome thì cũng có Versace của nữ, hay là những cái chai Acqua di Giò thì có của nam và có của nữ. Thời gian gần đây thì đang chuẩn bị rộ lên nhà Elganso, và chúng ta cũng có thể thấy trên tay mình đây là hai chai nước hoa với hai thiết kế có thể nói rằng một dành cho nam và một dành cho nữ. Vậy thì hai mùi hương này có đôi có cặp đẹp như vậy về phần ngoại hình, nhưng mùi hương của nó thì như thế nào? Mình sẽ nói ở trong video lần này. Và đây cũng là những lựa chọn mà các bạn có thể tham khảo vào mùa hè năm 2024 ở cái phân khúc giá rẻ. Cùng nhau bắt đầu nhá. Đầu tiên phải nói qua về thương hiệu Elganso. Thương hiệu này đến từ Tây Ban Nha, và mình cũng đã giới thiệu về Elganso đâu đó cách đây khoảng tầm 2 năm rồi. Chúng ta có thể biết tới về After Game, về Lemon Cello, hay là những cái mùi hương như là Pavo Mercier, là phiên bản clone của Santo 33. Và có một điều đó là Elganso là một trong những thương hiệu cực kỳ nổi tiếng ở Tây Ban Nha, với một cái giá thành rất là rẻ, phù hợp với các bạn trẻ. Thêm một cái điều nữa đó là khí hậu của Tây Ban Nha có phần khá giống khí hậu nắng nóng ở Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc. Thế nên là những cái mùi hương mà mình đã từng review chia sẻ với các bạn thì các bạn cũng có thể thấy rằng hiện nay nó rất phù hợp với cái mùa hè ở Hà Nội hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Đó, thì một vài cái video mình sẽ gắn ở đây để cho các bạn có thể dễ dàng tìm kiếm lại nhá. Còn chúng ta sẽ hôm nay nói về hai mùi hương mới của Elganso. Một đó chính là Sunday Mood, và bên này đó là Hay Sunshine. Nhưng có một điều mà mình phải chia sẻ luôn, trong hai sáng tạo này có một sáng tạo thực sự không quá tốt, hơi đáng tiếc, một bản tốt một bản không tốt vậy. Cụ thể thì xin phép được chia sẻ, đó là Sunday Mood, một phiên bản của nam khá đáng buồn đúng không? Nhưng phiên bản của nữ thì mình lại đánh giá cực cao. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng nhau ngó qua về thiết kế của mùi hương được khen trước đi. Cái gì tốt thì mình nói trước, cái gì tệ thì mình nói sau. Đó chính là Hay Sunshine. Đây, em nói đây. Các bạn có thể nhìn thấy với một cái bay màu hồng sáng nhìn trông rất là trẻ trung, kết hợp cùng với một cái phần nơ rất là đơn giản thôi. Cái phần nơ này thì các bạn cũng có thể nhìn thấy ở cái cam bên này. Đó. Nơ thì cũng thắt, thực sự cái chất vải nó cũng không phải là quá đắt xịn đâu, tại vì chai nước hoa này nó cũng khá rẻ. Và cái phần nắp của nó thì cũng có những cái rãnh rất là khít nhá, để các bạn có thể cầm một chai nước hoa như thế này thoải mái là lắc này, không rơi. Nhưng mà nó không phải là nắp 5 châm nhá, đấy là cái đầu tiên. Cái thứ hai đó chính là về phần vòi xịt, thì các bạn có thể nhìn cam bên này. Vòi xịt thì mình đánh giá nó không quá là tỏa, nhưng mà ấn thì nó cũng có một cái lượng phun ra rất là vừa đủ. Thế nên là riêng về phần thiết kế này thì tôi đánh giá là nhìn là rất nữ tính này. Vòi xịt ổn thì đánh giá thiết kế 8/10. Đó. Về phần mùi hương thì ôi vừa mới xịt ra. Mùi hương của Hay Sunshine khi các bạn vừa mới xịt ra, kể cả có vào không khí hay là ở trên da của các bạn, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi mơ đào rất là rõ rệt. Phải nói luôn đây là mùi mơ đào theo cái thiên hướng là sử dụng các loại đồ uống. Nếu bạn nào mà uống ở những cái nước lê của Hàn Quốc ấy, hay là những cái nước đào tạo vị ấy, thì các bạn nhận thấy cái mùi hương này khá là giống. Nó không giống như những cái mùi của quả lê và quả đào, tại vì những cái mùi đấy thì nó đến từ tự nhiên và nó rất là thanh. Nhưng mà khi mà sử dụng trong nước hoa thì nó phải làm dày vị hơn để các bạn có thể cảm nhận được rõ rệt hơn. Thì ở cái phần top note thì ngay khi các bạn vừa mới xịt thôi thì Hay Sunshine mang tới một cái vai rất nữ tính, rất là trẻ trung, có phần hơi bánh bèo nhẹ nhàng một tí. Nhưng những cô gái bánh bèo ở đây thì cũng không phải là kiểu điệu đà quá, mà những cô ở đây thì vẫn rất là năng động. Có thể nghĩ tới những cái đôi giày sneaker trắng, quần jean với những chiếc áo phông sơ vin, tham gia những hoạt động tình nguyện rất là năng nổ. Thì đây là cái hình ảnh lúc mà mình vừa mới xịt ra em này ngày đầu tiên, cho đến tận bây giờ là mình cầm con này đâu đó khoảng tầm nửa năm, hơn nửa năm rồi, thì cái vai mùi khi mà mình xịt ra thì nó vẫn nguyên như thế. Ở khoảng giữa ấy, thì mùi hương có xu hướng ấm lên, và các bạn nhận thấy có một chút kiểu hơi kiểu hoa, hơi kiểu sắp sáp vào, kiểu bút chì màu vào, kết hợp cùng cái nét lê đào ban đầu. Nhưng mà nó vẫn sẽ
nghiêng về trái cây nhiều hơn. Còn cái phần dry down thì các bạn nhận thấy cái mùi của Hazel Sign nó sẽ lên hơi hướng khô nhiều. Cảm giác có nghĩ tới những cái viên kẹo cứng ở ngoài, và ở trong nó sẽ là những cái nhân kiểu hơi vani cùng với trái cây. Nó vừa có một cái nét hơi kiểu cái phần nhân ở trong, khi các bạn ngậm sâu vào thì các bạn nhận thấy cái nét vani ngọt ngọt kết hợp cùng với cái nét lê đào rất là rõ. Thì mùi hương này về sau thì khi mà nó biến chuyển như vậy, nó sẽ làm cho cái mùi hương tồn tại ở trên da lâu hơn, thú vị hơn và ngọt ngào hơn. Nhưng mà mình nghĩ rằng các bạn vẫn có thể xài được con này vào mùa đông, và mình cũng dự đoán rằng Hey Sunshine sẽ là một trong những mùi hương dành cho nữ hot hit vào năm 2024 ở cái phân khúc giá rẻ dành cho nữ vào mùa hè. Nên là đối với mình thì Hey Sunshine không quá là cầu kỳ phức tạp, nó rất thực dụng, thực tế để các bạn có thể mặc vào những ngày mùa hè, wear được hàng ngày với độ tuổi đâu đó khoảng tầm từ 15, 16 cho đến khoảng tầm 22, 23, độ tuổi rất là trẻ trung, các bạn nhiều năng lượng, các bạn muốn thử sức với nhiều thứ, với những cách ăn mặc rất là basic, có thể là hơi hướng thể thao một tí, những đôi giày sneaker hoặc là những đôi giày của Nike kia các thứ, quần jean thì các bạn hoàn toàn có thể mặc em nó, kể cả những quần short các bạn mặc được hàng ngày. Mùi hương này thì mình nghĩ là từ đi chơi, đi làm hàng ngày, nó cũng có hơi hướng giống con Light Blue Forever của nữ hay là Light Blue Intense. Với mình thì mình nghĩ rằng là rất phù hợp với các bạn trẻ, các bạn nữ, và đặc biệt là thiết kế thì cũng rất là cute, đáng yêu để các bạn có thể mặc được hàng ngày. Còn về độ bám tỏa của em nó thì Hey Sunshine ở trên da mình nó sẽ tỏa tốt trong vòng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi ban đầu và giảm dần theo thời gian. Độ tỏa thì nó sẽ khoảng tầm hơn nửa cánh tay ngay khi các bạn mới xịt, còn về sau thì nó sẽ nhẹ dần. Còn độ lưu hương ở trên da thì Hey Sunshine được khoảng tầm 6 tiếng cho đến 7 tiếng, một trong những độ lưu hương khá ổn dành cho mùa hè ở phân khúc giá rẻ. Hey Sunshine khen rồi thì bây giờ chúng ta đến với một cái phần, đó là phần đi ngược lại. Đây là mùi hương của Sunday Mood, đây thiết kế của em nó, nhưng mà tôi phải chê cái mùi hương này nha, thực sự. Đây, đấy, để lấy cam này. Sunday Mood thì trông các bạn nhìn thấy một cái vai mùi, một cái vai màu nó rất là mát và cảm giác nam tính. Nó không còn cái sự điệu đà như ở cái nơ thắt này, mà các bạn nhận thấy cái nét đặc trưng của những cái vải quấn ở cái phần đầu vòi của nhà Elganso. Đây là những cái rất đặc trưng của Elganso này. Đó. Và cái phần màu xanh này thì cũng rất đẹp, nó y hệt cái màu hồng này. Hai cái màu này mặc dù các bạn nhìn ấy, có thể là qua cam thì nó không rõ, nhưng mà nếu mà các bạn được cầm trực tiếp thì nó rất là lì, nó tạo một cái sự hiện đại ở trong phần thiết kế. Đó. Và cái tông màu chữ thì là Sunday Mood màu vàng. Đấy. Nắp thì là nắp đúng của nó, tại vì ngày xưa tôi hay bị nhầm nắp các con lại với nhau. Và nắp con này thì cũng rất là chặt nhá. Này. Mặc dù lắc nghe được tiếng nhưng các bạn có thể hoàn toàn là không sợ rơi. Đó. Mọi xịt của em nó thì cũng như thế thôi. Đây. Cũng giống em kia, không có gì, vẫn thiết kế ngoại hình tôi đánh giá 8/10, rất nam tính mà nhìn thôi thấy mát mẻ rồi. Thế thì mùi hương của nó như thế nào mà mình lại bảo là đây là một cái phiên bản làm không được tốt, và mình trên góc độ của mình là mình chê. Thì khi mà cái mùi hương của Sunday Mood này các bạn xịt ra, tại vì mình đã dành một thời gian khá dài để side by side hai mùi với nhau, thì nói thật là tôi vẫn thích con Hey Sunshine hơn rất nhiều với Sunday Mood. Sunday Mood khi các bạn xịt ra các bạn nhận thấy một cái mùi cam quýt rất là rõ. Cam quýt ở đây thì nó giống như kiểu là khi các bạn nóng bóc những cái quả cam hay là những cái quả quất thái, các bạn bóc ra và rồi nó có cả phần vỏ đi kèm. Cái phần vỏ đấy thì nó có phần hơi đắng, và kể cả có một chút hơi kiểu xanh nhẹ đến từ những cái lá ở phần cuống ấy. Đó, khi các bạn hái cả quả xuống thì nó có đi kèm cả cuống, cả lá đấy khi các bạn bóc ra. Thì cái mùi hương này nó rất giống như vậy, nó rất là đậm vị. Nó khá là giống với Hey Sunshine ở phần top note. Nhưng mà sau khoảng tầm 15 phút thôi thì các bạn sẽ nhận thấy cái mùi hương này, cái nét cam quýt tươi nó sẽ gần như biến mất. Và lúc này thì nó sẽ còn cái mùi của những cái vỏ cam khi mà ai đó vừa mới ăn xong, họ bày ở trên bàn xong rồi khoảng tầm 1-2 tiếng sau mình dọn thì cái vỏ cam nó bị cái nhiệt độ không khí nó làm bay hơi hết đi cái tinh dầu ở cái phần vỏ và còn lại một cái phần vỏ khô thôi. Thì cái top đốt sau 15 phút của em nó đến 20 phút thì nó rất giống những cái vỏ quýt, vỏ cam khô để ở ngoài vậy. Đấy. Còn có lẽ các bạn sẽ nhận thấy thêm cái nét xanh nó xuất hiện thêm ở cái khoảng tầm sau 20 phút, nó tạo lên một cái bay mùi trà rất là nhẹ nhàng, trà kiểu như kiểu làm tôi nghĩ tới những cái cốc kiểu
trà vỏ cam, vỏ quýt vậy. Người ta gọi là dùng tái sử dụng ấy, sử dụng thêm những cái vỏ cam, vỏ quýt sau khi người ta đã vắt hết vỏ và xong rồi người ta ngâm lại để người ta làm trà, thì cái mùi hương này lên cái bây trà rất là rõ, kiểu trà vỏ cam, vỏ quýt như thế, xanh xanh, hơi đắng đắng và vai mùi rất là sáng. Dry down của mùi hương này thì nó sẽ trội về trà khá là nhiều, nhưng mà cái nét trà ở đây nó lại không quá là rõ rệt, tại vì cái phần hiệu năng của Sunday Mood khá kém. Toàn bộ trải nghiệm ở trên da mình từ khi mới xịt ra, chạm ra đến khi dry down và bay hết mùi nó chỉ khoảng tầm 3 đến 4 giờ thôi. Và các bạn chỉ nhận thấy mùi hương này rõ nhất trong khoảng tầm nửa tiếng cho đến 45 phút xịt. Còn về sau thì nó trở thành một mùi skin scent cực kỳ nhẹ và không còn ngửi thấy gì nữa sau khoảng tầm 2 đến 3 tiếng. Cứ phải dí sát mũi lên thì các bạn mới có thể nhận đến mùi em nó. Thì con này trên đánh giá của mình thì mình thấy rằng là nó khá là giống với con One của Hostit. Con ở trên kệ của mình, kệ nó hơi cao nên chắc các bạn không nhìn thấy được. Thì mình sẽ bảo editor để hình con One Hostit lên đây. Thì hai con nó có cái nét khá giống nhau, nhưng nếu như để cho các bạn có thể bóc tách được thì các bạn sẽ nhận thấy đây là mùi trà cam quýt đi cùng những cái nét vỏ thả vào trong những cái cốc ly đá. Còn mùi của Hostit ấy, thì nó sẽ là mùi trà cùng với nhụy hoa, cùng vài hoa rõ rệt hơn, thì các bạn có thể hình dung được. Và Hostit thì có phần tối hơn nhưng mà mùi hương đậm hơn, cảm giác nhiều trà hơn, trà dành cho người đứng tuổi hơn, không thích cái kiểu trà nhạt nhòa kiểu cam chanh quýt những thứ như con này. Nên là với Sunday Mood thì nói thật là trải nghiệm của tôi nó không được trọn vẹn cho lắm, nếu như không muốn nói rằng là khá là tệ. Mặc dù là El Anso cũng là một trong những cái thương hiệu mà tôi giới thiệu đến các bạn khá là nhiều, nhưng mà với Sunday Mood thì mình khuyên rằng các bạn nên thử và xem rằng các bạn có chấp nhận đánh đổi không. Còn trên góc độ của mình thì Sunday Mood không phải là một cái mùi dành cho nam để các bạn có thể mặc được ngày, đặc biệt là với một cái mức giá thành rẻ thì thường chúng ta luôn luôn muốn một cái mùi ở mức ok và cái hiệu năng tốt, thì Sunday Mood lại không đáp ứng được. Mùi cũng khá là nhạt nhòa, không có sự biến chuyển quá là nhiều, nên là cũng dễ hình dung, nhưng mà sau thì khá là đơn thuần. Các bạn có thể quan tâm đến lít trà thì xem lại cái video 10 con trà mình làm năm 2022 để có những lựa chọn tốt hơn. Còn với Sunday Mood thì xin phép được chê, mặc dù hai con này sinh ra nếu mà được khen cả hai thì rất là tuyệt vời, nhưng mà với mình thì khá là buồn, nên là chỉ khuyên là nên mua Hay Sunshine thôi. Hay Sunshine thì thực ra thì nam cũng có thể xài được, nhưng mà tôi nghĩ là những bạn nam có phần hơi nhẹ nhàng thì có thể ok. Còn với Sunday Mood thì khuyên nhé là không nên mua. Đó. Con này mà lưu được khoảng tầm 6-7 tiếng thì ok, nhưng mà tầm 4 tiếng thôi thì không ổn. Kiểu cố chấp bảo là anh ơi con này em vẫn thích cái mùi anh tả, thì anh nghĩ rằng là nó sẽ phù hợp với phong cách như thế nào. Thì đối với cá nhân tôi thì cũng sẽ là những cái bạn nam kiểu đi học kiểu sơ mi trắng chứ thứ, mặc những chiếc quần vải, đi những đôi giày sneaker, hoặc là với cái form outfit nó hơi rộng rộng oversize một tí thì các bạn cũng có thể hoàn toàn mặc được. Kể cả hai mùi hương này thì đều kiểu tầm 15, 16 tuổi đổ ra cho đến khoảng tầm 22, 23 các bạn hoàn toàn có thể mặc rất ok. Nhưng mà với tầm đấy thì các bạn cũng có thể có nhiều lựa chọn khác hơn, thay vì lựa chọn một cái mùi hương chỉ lưu được đâu đó 3 đến 4 tiếng ở trên da. Vì thế thì Sunday Mood xin chê, có nhiều lựa chọn khác hơn của nhà El Anso như là After Game, như là Lemon Cello, hoặc là đợt tới thì tôi sẽ làm thêm review về Tartan, một trong những mùi cũng rất hay ho với cái thiết kế đặc trưng. Cái này thì hôm nào sẽ nói về nhá, cái thiết kế này riêng nhá, thiết kế của cái vải này. Đó. Và nếu như bạn đã từng có dịp thử qua hai con này, hay là các bạn tình cờ mua sản phẩm nào đó của Blanc mà được gửi vial của hai con này, thì rất mong các bạn có thể feedback chia sẻ cảm nhận ở bên dưới. Còn các bạn muốn mình làm thêm những cái mùi gì, hay là đi phỏng vấn mùi gì vào những cái ngày hè nắng nóng sắp tới, thì các bạn hãy bình luận nha. Và nếu thấy video hay, đừng quên việc like, share, ấn vào nút chuông theo dõi để nhận được nhiều video mới hơn. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.